Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiểu Sử, và sau đây là tin xạ thủ Hoàng Xuân Vinh mang về tấm huy chương vàng Olympic đầu tiên cho lịch sử thể thao Việt Nam. Như đã biết, ở nội dung 10m súng hơi nam diễn ra tối ngày 6 tháng 8 và rạng sáng ngày 7 tháng 8 giờ Việt Nam, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã thi đấu rất xuất sắc tại vòng loại khi xếp thứ tư sau 6 lượt bắn với tổng số điểm là 581 điểm và giành quyền vào thi đấu tại chung kết. Đây cũng là lần đầu tiên xạ thủ Việt Nam có mặt ở chung kết tại một kỳ thế vận hội. Thế nhưng bất ngờ không dừng lại ở đây, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh còn cái sốc khi đánh bại xạ thủ Pauli Emida Vu, người Brazil, một cách ngoạn mục để giành tấm huy chương vàng Olympic đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam. Cụ thể, loại bắn chung kết 10m súng ngắn hơi nam diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Ở lượt đầu, Xuân Vinh vượt lên dẫn đầu, nhưng ở lượt bắn thứ hai, anh đã rơi xuống vị trí thứ hai. Bắt đầu từ lượt bắn thứ ba, Xuân Vinh đã có những phát bắn xuất sắc để vươn lên dẫn đầu cho đến tận những loạt bắn cuối cùng. Kịch tính của loạt bắn chung kết tiếp tục được đẩy lên cao ở loạt bắn thứ 19 khi Xuân Vinh thực hiện phát bắn không tốt để xạ thủ nước ngoài Fernando Almeida vươn lên dẫn ngược lại 0,2 điểm. Và ở phát đạn cuối cùng, xạ thủ Almeida bắn được 10,1 điểm. Lúc này Hoàng Xuân Vinh buộc phải bắn được ít nhất là 10,4 điểm mới đoạt được huy chương vàng. Nhưng Hoàng Xuân Vinh đã làm được hơn cả mong đợi với phát bắn đạt 10,7 điểm, gần với số điểm tuyệt đối để đạt huy chương vàng với tổng số điểm là 202,5 điểm. Trong khi vận động viên nước chủ nhà đạt 202,1 điểm và đành ngậm ngùi nhận huy chương bạc. Người giành huy chương đồng ở nội dung này là Spengwell, Trung Quốc, với chỉ có 180,4 điểm. Như vậy, với tấm huy chương vàng này, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã đi vào lịch sử với tư cách là vận động viên đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam giành huy chương vàng tại một kỳ thế vận hội. Càng ngọt ngào hơn khi thành tích kể trên đã giúp cho Hoàng Xuân Vinh phá kỷ lục Olympic ở đợt thi chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Ngoài ra, Hoàng Xuân Vinh cũng là vận động viên thứ ba của thể thao Việt Nam giành huy chương tại một kỳ Olympic. Trước đó, có hai vận động viên của Việt Nam giành huy chương bạc là Trần Hiếu Ngân, một Taekwondo hạng 57kg tại Olympic Sydney 2000 và lực sĩ Hoàng Anh Tuấn ở môn cử tạ nội dung 56kg tại Olympic Bắc Kinh 2008. Thành tích này tạm thời đưa Việt Nam lên vị trí đầu hạng nhất với Mỹ trên bảng tổng sắp huy chương. Không chỉ là người giành huy chương vàng đầu tiên cho nước nhà, Hoàng Xuân Vinh còn phá kỷ lục Olympic nội dung 10m súng ngắn bắn hơi nam. Hoàng Xuân Vinh anh giờ đã trở thành một huyền thoại lịch sử của thể thao Việt Nam. Hãng truyền thông BBC bình luận ngay sau bảng vàng thành tích, ghi tên Việt Nam. Sáng nay trên các trang mạng xã hội, hình ảnh xạ thủ Xuân Vinh nhận huy chương vàng cùng lá cờ tổ quốc tràn ngập dòng thời gian. Rất nhiều người không thể giấu nỗi niềm tự hào dân tộc khi nhìn thấy anh bước lên bục vinh quang. Thậm chí họ còn chia sẻ cho nhau những bức ảnh quý giá khi người hùng của chúng ta đón nhận tấm huy chương danh giá. Người có nick Facebook Khen Nguyễn chia sẻ: xúc động trước thời khắc này, Hoàng Xuân Vinh thực chất nằm giữa hai gọng kìm với hai đối thủ, vận động viên của Trung Quốc và vận động viên Brazil. Sau cùng anh vẫn vượt qua áp lực, kéo lá cờ tổ quốc lên cao hơn tất cả. Bài quốc ca hùng tráng của Việt Nam lại vang lên. Đất nước ta tuy nhỏ bé nhưng tinh thần dân tộc luôn vĩ đại. Chúc mừng anh giành tấm huy chương vàng Olympic lịch sử. Dân tộc Việt Nam tự hào về anh. Có xem phóng sự về đội bắn súng mới thấy kỳ tích này thật đáng trân trọng. Bia thì vẫn sử dụng bia giấy từ thời nào, đạn thì không có, phải tập chay. Giơ súng lên rồi hạ súng xuống. Vậy nên xin chúc mừng anh, người hùng của dân tộc trong lĩnh vực thể thao. Bạn Phạm Tâm An tự hào. Bạn Nguyễn Đức Khang chia sẻ đầy xúc động: có cụ nào nẩm nhẩm quốc ca theo như mình không nhỉ? Tự hào quá, huy chương vàng đầu tiên mà lại là phá kỷ lục thế giới vận hội nữa chứ. Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên, bốn đoàn khác cũng có một huy chương vàng là Mỹ, Hàn Quốc và Bỉ. Trung Quốc đang là đoàn giành được nhiều huy chương nhất với một bạc và hai đồng. Cộng đồng mạng hy vọng những ngày thi đấu tiếp theo, các động viên của chúng ta sẽ mang thêm vinh vang về cho đất nước. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.